Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Sáng nay thì tối hôm qua trời nó mưa dầm, cho nên sáng nay mình tưới phân cho mấy cái chậu giã hạt của mình á. Mấy cái kia này là mình trồng, mình có làm video trồng ngày 26 tháng 6 á các bạn. Thì hôm nay là ngày hình như 13 tháng 7 hay sao á. Cũng được 2 tuần rồi, hơn 2 tuần một xíu rồi. Tối hôm qua trời nó mưa dầm lớn, sáng nay mình tưới phân. Mình tưới phân bón lá, nhưng mình chia sẻ cho các bạn luôn là trước tiên là mình cập nhật tình hình cho các bạn xem, vì mình có hứa với các bạn là khi nào mỗi lần tưới phân thì mình đều cập nhật lại tình hình xem cây nó lớn như thế nào. Đây là mình chậu này là nù tam bố nè các bạn. Bên đây cũng là nù tam bố. Bên kia thì giã hạt rừng thôi. Mình tận dụng những cái thân già đó, cái phần ra hoa, còn phần nào chưa ra hoa thì mình tận dụng mình trồng. Thì bây giờ rễ nó, trước tiên mời mọi người ngắm đi. Rễ nó đã ăn xuống dưới, mình đã bỏ phân tan chậm rồi. Hôm trước mình có làm video bỏ phân tan chậm. Như thế này là phân tan chậm tan ra là nó sẽ ngấm xuống cái rêu này này các bạn. Là khi nó sẽ hút hết được những cái ngày mình không tưới phân đó, là nó sẽ có dinh dưỡng từ những cái viên phân tan chậm này nha. Đây, bên đây các bạn thấy cái đầu rễ của nó rất là khỏe luôn. Hôm qua trời mưa lớn lắm mọi người, cho nên là sáng nay mình tưới phân, mình sát khuẩn cho nó luôn. Thì phân bón lá loại phân mà vừa có đạm, vừa có sát khuẩn và vừa phòng bệnh cho lan, vừa trị nấm, tức là nó có nhiều 6 trong 1, công dụng là 6 trong 1, thì mình sẽ dùng Hùng Nguyễn nha các bạn. Hùng Nguyễn này thì dùng cho cây con thì cũng rất là tốt, vì nó có lượng đạm luôn á. Cái này có 25.000 một lọ thôi nha mọi người. Kích thích phát triển rễ ngọn này các bạn. Nói chung là Hùng Nguyễn thì các bạn, tất cả mọi người chơi lan đều biết tới rồi, cho nên mình không cần phải giải thích nhiều nữa. Bây giờ mình chỉ chia sẻ cho mọi người là sau những cơn mưa kéo dài, những cơn mưa lớn thì cây lan của chúng ta hay bị nhiễm khuẩn. Nếu mà chúng ta xịt mà nhiễm khuẩn, sát khuẩn thì chúng ta chỉ cần xịt nano bạc cũng được. Nhưng mà Hùng Nguyễn thì cũng có tính chất sát khuẩn, cho nên mình tưới Hùng Nguyễn để bổ sung thêm lượng đạm, bổ sung thêm lượng đạm định kỳ này. Và kích rễ Hùng Nguyễn thì cũng có tác dụng kích rễ luôn, tức là nó có nhiều công dụng, cho nên mình sẽ dùng Hùng Nguyễn chứ mình không dùng nano bạc hoặc là một số loại phân bón nào khác các bạn ạ. Trước khi tưới phân thì các bạn nên tưới xả sơ qua nước này đó, để cho nước ráo giống mình vậy này. Tưới buổi sáng nhé các bạn nhé. Tưới buổi phân thì chúng ta nên tưới vào buổi sáng sớm thì cây lan nó sẽ, sau một đêm ngủ kéo dài thì nó thức dậy, thì nó nếu mà được ăn uống á thì nó sẽ hấp thu được tốt nhất. Vì là buổi sáng thì nó có nắng buổi sáng á các bạn, nó sẽ phân giải lượng phân tốt hơn. Rồi để không làm mất thời gian của mọi người thì bây giờ chúng ta bắt đầu tưới nhá. Hùng Nguyễn thì cây này bộ rễ đã phát triển đầy đủ rồi, mình pha 20 giọt 1 lít nước luôn nha mọi người. Mình đã pha sẵn rồi, cho nên mình sẽ tưới luôn. Một cái bình này mình lấy đầy ắc luôn á, là mình lấy 35 giọt nha các bạn. Bình này là gần 2 lít một xíu, mình lấy 35 giọt. Rồi bây giờ mình bắt đầu tưới nha mọi người. Tưới đẫm luôn nha các bạn, tưới đẫm giá thể luôn trên cái đầu ngọn của nó đó, để cho nếu mà nước mưa tối hôm qua nó có đọng á thì nó sẽ làm sạch luôn, nó không bị nhiễm khuẩn nữa mọi người ạ. Rồi mình đã tưới xong rồi đó. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã coi video của mình. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nhé. Mình xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã đồng hành cùng mình. Vì bữa nay mùa trời nó nắng mưa thất thường á, cho nên mình chúc mọi người là luôn có những chậu lan khỏe mạnh, ít bị bệnh, để
chúng ta chăm sóc nó đỡ vất vả hơn. Rồi cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.